Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại bản tin nhanh của phòng mình là ngày 30 tháng 6 thì đài quan sát khí tượng thủy văn Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa lũ trong 28 ngày liên tiếp kể từ tháng 6. Mực nước ở đập Tam Hiệp đang tiếp tục tăng cao vượt trên ngưỡng cảnh báo lũ. Theo đài quan sát khí tượng thủy văn Trung Quốc, ngày 1 tháng 7 thì sẽ có một đợt mưa lớn xảy ra tại khu vực thượng nguồn sông Dương Tử và hồ chứa của đập Tam Hiệp. Có những nơi thì lượng mưa tăng từ 30 đến 50 mm mỗi giờ trong ngày 1 tháng 7. Từ ngày 3 tháng 7 thì các nhánh sông của Dương Tử như là sông Hán Thủy, Gia Lăng cũng đón cơn mưa lớn. Dự kiến là đợt lũ mới sẽ tiếp tục đổ về đập Tam Hiệp. Đợt mưa mới cùng lượng nước từ sông Dương Tử đổ về dự báo sẽ tiếp tục khiến đập Tam Hiệp phải chịu áp lực trữ lũ lớn. Theo Tân Hoa xã, lưu lượng nước đổ về Tam Hiệp đã lên tới 40.000 mét khối trên giây. Trước đó chỉ là 26.500 mét khối trên giây. Không chỉ có lưu lượng nước gia tăng, theo thông tin mới nhất thì mực nước đo được tại đập Tam Hiệp hiện tại lên tới 147,57 mét khối, vượt ngưỡng cảnh báo lũ là 2,57 mét. Theo thiết kế thì đập Tam Hiệp có thể chịu nổi mức nước là 175m và lượng nước dồn tối đa lên là 7.000 mét khối trên giây. Tuy nhiên do đợt mưa lớn sắp tới thì sức ép đối với đập Tam Hiệp không thể coi thường. Ngày 29 tháng 6 thì đập Tam Hiệp đã phải mở cửa xả lũ. Tuy nhiên thì việc xả lũ của đập Tam Hiệp có thể khiến cho nhiều thành phố ở hạ lưu sông Dương Tử bị ngập. Trùng Khánh, thành phố thượng nguồn sông Dương Tử đã ghi nhận trận ngập tồi tệ nhất trong lịch sử từ năm 1940 vào hồi tuần trước. Vũ Hán, thành phố tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc phải ra thông báo ứng phó khẩn cấp đối với trận lũ ngày 29 tháng 6. Các hồ nước của tỉnh Hồ Bắc cũng thông báo tích nước gần đây. Dung tích của hồ chứa Tam Hiệp là 22,15 tỷ mét khối. Hàng năm thì trước khi mùa lũ đến thì nước trong hồ Tam Hiệp được xả xuống ở mức thấp nhằm tạo cái không gian nhiều nhất có thể để có thể lưu trữ lũ. Tân Hoa xã cho hay là Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai và Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã gửi những cái nhóm chuyên gia đặc biệt đến khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ như là tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam để hướng dẫn ứng phó thiên tai. Ngày 28 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra những chỉ đạo quan trọng về công tác phòng chống và cứu trợ lũ lụt. Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình đưa ra chỉ đạo về tình hình mưa lũ ở khu vực Tây Nam Trung Quốc. Ông Tập nhấn mạnh là Trung Quốc đang bước vào mùa mưa lũ chính, cần phải tăng cường kiểm soát lũ và đặt an toàn của người dân lên hàng đầu. Ngày 29 tháng 6 thì dự án đại thủy điện Ô Đông Đức nằm trên ranh giới Tứ Xuyên, Vân Nam cũng đã đi vào vận hành đơn vị đầu tiên. Hồ chứa của Ô Đông Đức dự kiến sẽ chia bớt áp lực kiểm soát lũ với đập Tam Hiệp. Theo quy định điều tiết nước của đập Tam Hiệp thì mực nước trong hồ chứa phải giảm xuống còn 155m vào ngày 25 tháng 5 hàng năm. Ngày 10 tháng 6 hàng năm thì mực nước trong hồ chứa ở đập Tam Hiệp phải dưới mức 145m để tránh việc khu vực hạ lưu bị ngập do xả lũ. Mực nước đập Tam Hiệp xả ra không được phép vượt quá 0,6m một ngày. Và đó là tất cả những thông tin mình gửi đến các bạn trong video này. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau.